Bạn chuẩn bị xem vốn là vô địch, không cần tu luyện tập 214. Tô Trần xuất hiện, đem Lý Bác Sơn cùng một đám trưởng lão rất mình, phản ứng lại bọn hắn, vội vàng ôm quyền hành lễ, ngư khí cung kính nói. Tiền bối, Tô Trần liếc qua bọn hắn, liền thu hồi ánh mắt. Cũng đúng lúc này, đường yên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. thấy thế, Lý Bác Sơn mấy người cũng là liền vội vàng hành lễ. Đường trưởng lão. Đường Yên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Trần, trong đầu không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ Tô Trần nói có phải thật vậy hay không. Tuổi tác không hơn trăm Tại thượng tiên giới, nàng cũng coi là một cái yêu nghiệt, đạt tới kim tiên cảnh, nàng cũng chỉ bất quá dùng một ngàn năm tá hữu, cho nên nàng cũng thành kiếm tông trẻ tuổi nhất trưởng lão. Giống như nàng từng tuổi này, đạt tới thành tựu này, thật rất rất ít. Tô Trần có thể dây nàng, cảnh giới kia khẳng định mạnh hơn nàng trên mấy cái đại cảnh giới, thế nhưng là Tô Trần thế mà nói cho nàng, tuổi của hắn mới chỉ trăm. Cái này khiến nàng thực sự khó mà tin được, cho dù là tại thượng tiên giới, cũng không có loại này yêu nghiệt, không? Hắn không cần phải xưng hô yêu nghiệt, bởi vì yêu nghiệt cái này từ không xứng với hắn. Quái vật, đúng, nếu như Tô Trần thật tuổi tác không hơn trăm, liền có thực lực như thế, cái kia thật là quái vật, nhân loại căn bản không thể nào làm được. Tô Trần nhìn lấy Kiếm Tâm, sau đó chỉ chỉ một bên đường yên, tiếp đó, ngươi theo nàng đi kiếm tông tu luyện, kiếm tâm do dự một chút, sau đó nói, sư tôn, mày không mang theo ta sao? Tô Trần lắc đầu nói, ta thích thả rông. Kiếm Tâm sững sờ, trong mắt mang theo nghi hoặc, cái gì là thả rông? Tô Trần lắc đầu cười nói, Ngươi đây liền không cần biết, kiếm tâm vẻ mặt nghi hoặc, bất quá gặp Tô Trần không muốn nói, hắn cũng không có hỏi nữa. Tô Trần vỗ vỗ kiếm tâm bả vai, cười nói, chờ ngươi chừng nào thì tại kiếm tông vô địch, ta liền đến gặp ngươi, cố lên nha. Kiếm tâm trùng điệp vận đầu, trong mắt thiêu đốt lên hương hực đấu trí. Mê mơ, ta đã biết, Tô Trần cười cợt, ta đi, không có chờ kiếm tâm nói chuyện, người khác trực tiếp quay người rời đi. Nhìn lấy Tô Trần bóng lưng, kiếm tâm trong đầu nhớ lại cùng Tô Trần cùng một chỗ từng ly từng tí. Cũng ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên đỏ cả vành mắt, trong mắt lộ ra không muốn đường yên giờ phút này một mặt phức tạp nàng không nghĩ tới chính mình chỉ là đến hạ tiên giới thu người đệ tử liên gặp tô trần loại quái vật này nói thật chuyện đã xảy ra hôm nay thật làm nàng không biết chấn kinh bao nhiêu lần kiếm tâm hít sâu một hơi lao đi khỏe mắt nước mắt sau đó nhìn về phía đường tâm đường trưởng lão chúng ta cái gì thời điểm xuất phát đường yên nhìn lấy kiếm tâm bình tĩnh nói liền hiện tại a à? kiếm tâm chăn mày hơi nhíu lại nghe như vậy a à? đường yên nói ngươi muốn muốn nghỉ ngơi mấy ngày lại xuất phát cũng có thể kiếm tâm suy nghĩ một chút sau đó nói không được vậy liền hiện tại đi đi ta nghĩ nhanh điểm trở nên mạnh mẽ đường yên gật một cái vậy thì đi thôi nói xong nàng trực tiếp quay người rời đi kiếm tâm cũng không có vội vã theo sau mà chính là nhìn về phía lý bắc sơn cùng một đám trưởng lão lập tức hắn trực tiếp quy xuống đệ tử kiếm tâm đa tạ tông chủ cùng các trưởng lão bồi dưỡng lý bắc sơn thấy thế vội vàng đỡ dậy kiếm tâm cười nói hào hai tử chỉ cần ngươi đừng quên chúng ta là được rồi một vị nữ trưởng lão gật đầu nói không sai chỉ cần ngươi một mực nhớ kỹ chúng ta chúng ta liền thỏa mãn các trưởng lão khác cũng là gật đầu cười kiếm tâm ngữ khí khẳng định nói phạn kiếm tông ta là sẽ không quên tông chủ cùng các trưởng lão ta càng sẽ không quên nhớ lý bác sơn trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vậy là tốt rồi đi kiếm tông về sau nhất định mừng cố gắng tu luyện tranh thủ sáng chế một phen thành tựu kiếm tâm gật đầu nói ta biết lý bác sơn cười nói mê ơn chúng ta tin tưởng ngươi Kiếm tâm còn muốn nói điều gì, có thể một vị trưởng lão đột nhiên nói. Tốt, mau đi đi, đông trưởng lão đã đi xa. Nghe vậy, kiếm tâm đối với mọi người thi lễ một cái. Ta đi đây, tông chủ cùng các trưởng lão, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người, hướng về đường yên rời đi phương hướng đuổi theo. Nhìn lấy kiếm tâm bóng lưng rời đi, một vị trưởng lão cảm khái nói. Lúc trước kiếm tâm đến vạn kiếm tông thời điểm, chẳng ai ngờ rằng hắn kiếm đạo thiên phú như thế yêu nghiệt một vị trưởng lão khác gật đầu nói đúng vậy a à, băng tiểu tử này kiếm đạo thiên phú về sau đã định trước nổi danh trần bát phương một vị nữ trưởng lão nói hy vọng đến lúc đó hắn còn có thể nhớ cho chúng ta lý bác sơn nói kiếm tâm nói thế nào cũng là chúng ta nhìn lấy lớn lên tính cách của hắn cùng phẩm hạnh chúng ta chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao hắn sẽ không quên chúng ta vị kia nữ trưởng lão cười cợt nói cũng đúng lý bác sơn nhìn về phía các vị trưởng lão tốt tất cả giải tán đi một đám trưởng lão gật một cái sau đó toàn đều biến mất tại nguyên chỗ các vị trưởng lão biến mất về sau lý bác sơn lần nữa nhìn về phía kiếm tâm rời đi phương hướng nhìn rất lâu sau cùng hắn cười cợt sau đó quay người đi vào đại điện trên đường tô trần tay trái để ở trước ngực tay phải xoa cằm vừa đi vừa suy nghĩ đón lấy tới làm gì đi đâu nghĩ chỉ chốc lát hắn đột nhiên cười một tiếng rất lâu không gặp linh khê vậy liền đi gặp linh khê à nói hắn bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa. Lạc Thành, ta có vài chục vạn lịch sử, mỗi một viên gạch đều lộ ra tế nguyệt dấu vết. Cho dù Lạc Thành đã có vài chục vạn lịch sử, bên trong thành nhưng như, như cũ người đông tấp nập, đèn đốt sáng trưng. Hôm nay, Diệp Linh Khê người mặc một bộ màu hồng nhạt váy dài, hoa ngoài màu trắng lụa mỏng, lộ ra nét vẽ duyên dáng cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh. Không thể không nói, sau khi lờ lên Diệp Linh Khê, dung nhan cùng dáng người, vậy cũng là đỉnh phong, đoán chừng không có người nam nhân nào có thể ngăn cản được. Diệp Linh Khê ôm lấy Hồ Tiểu Thiên, đi trên đường, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, mỗi một vị nhìn lấy Diệp Linh Khê người, ánh mắt đều không bỏ được rời. Diệp Linh Khê không để ý đến người chung quanh ánh mắt, mà là hướng về phía Hồ Tiểu Thiên nói ra, Tiểu Thiên, ta cảm giác ta lập tức liền muốn đột phá. Nghe vậy, Hồ Tiểu Thiên một mặt chấn kinh, nghe như vậy á, à, ngươi mới đột phá bao lâu, ta một cái thần thú, đều không có ngươi như thế không hợp thói thường. Diệp Linh Khê khỏe miệng có chút nhấc lên, có lẽ, đây chính là thiên phú á. À? Hồ Tiểu Thiên khuế miệng giật một cái, gương mặt im lặng bất quá, hắn không có phản bác, bởi vì Diệp Linh Khê thực sự nói thật, có thể nói như vậy, Diệp Linh Khê thiên phủ tu luyện là hắn gặp qua điều kỳ quái nhất, không có. Cái thứ hai, đương nhiên, Tô Trần quái vật kia không tính, Tô Trần hồ tiểu thiên không có tiếp diệp linh khê lời nói mà chính là hỏi ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đột phá diệp linh khê suy nghĩ một chút sau đó nói qua mấy ngày à hồ tiểu thiên gật một cái tiếp tục hỏi vậy ngươi định đi nơi đâu đột phá diệp linh khê lắc đầu chưa nghĩ ra nhưng khẳng định là muốn tìm chỗ không có không ai đột phá ta không nghĩ quá kiêu căng hồ tiểu thiên gật đầu nói mê mơ khiêm tốn một chút tốt diệp linh khê cười cợt sau đó liền không có lại nói cái gì mà chính là bắt đầu ở trên đường bắt đầu đi dạo tiểu mỹ nhân uống một ly à lúc này một đạo lấp đầy tà ác thanh âm đột nhiên vang lên bạn chuẩn bị xem vốn là vô địch không cần tu luyện tập 215. chỉ thấy một vị thanh niên đột nhiên ngăn tại diệp linh khê trước người thanh niên thân mặc áo bào tím tướng mạo không thể nói đẹp mắt cũng không thể nói khó coi một câu dài đến đồng dạng mà giờ khắc này thanh niên chính cười híp mắt nhìn lấy diệp linh khê trong mắt lộ ra không che giấu chút nào dâm tà Tại thanh niên sau lưng, đừng đấy một vị tố bào lão giả, lão giả khắp khuôn mặt là nếp nhăn, hơi có chút lưng còng, trong tay còn cầm lấy một cái quải trượng, cả người nhìn lấy, giống như người bình thường. Diệp Linh khê chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lộ ra lấy chán ghét. Cút, thanh âm rất lớn, giữa sân tất cả mọi người nghe thấy được, bọn hắn ao ao hướng về nhìn bên này đến, khi nhìn thấy Diệp Linh khê lúc, trong mắt bọn họ lộ ra một vệt kinh diễm. Nữ tử này dài đến thật đẹp, nếu như, nếu như có thể ôm một chút nàng, chết thì có làm sao? Ha ha, thật biết nằm mơ thanh niên nụ cười trên mặt dần dần biến mất thay vào đó là âm trầm cho mặt không vu vu thanh niên lời còn chưa nói hết một đạo kiếm khí đã đi tới trước người hắn một bên lão giả sắc mặt đại biến vừa muốn ra tay có thể đã chậm chui kiếm này khí trực tiếp quán xuyên thanh niên giữa lông mày thanh niên hai con mắt trừng lớn mặt mũi tràn đầy không thể tin còn có không cam lòng sau một khắc thân thể của hắn lên tiếng ngã xuống cả người triệt để không có khí tức nhìn lấy tình cảnh này giữa sân tất cả mọi người sắc mặt trắng nhợt hai chân nhịn không được lùi lại mấy bước trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng kinh hãi bọn hắn không nghĩ tới đẹp như vậy nữ tử thế mà giết người cư nhiên như thế của quyết đơn giản đáng sợ diệp linh khê mặt không biểu tình trong mắt không có toát ra bất kỳ tâm tình gì cùng tôi chặn ở chung lâu như vậy nàng cũng dưỡng thành từ trước tới giờ không nói nhảm sát phạt quyết đoán tính cách mà giờ khắc này lão giả như bị xét đánh cả người cứng ngắc tại nguyên châu ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm thanh niên thi thể hắn run rẩy nói ra sao sao có thể như vậy xong ta xong nói nói, lão giả trên mặt không khỏi toát ra hoảng sợ. Có điều rất nhanh, lão già liền phản ứng lại, hắn mãnh liệt nhìn về phía Diệp Linh Khê, trong mắt tràn ngập sát ý ngút trời. Người đáng chết, oanh, trong chốc lát, một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng từ trên người lão già bộc phát ra, toàn bộ thanh trì cùng còn không có phản ứng lại tất cả mọi người, trong khoảnh khắc liền biến thành cho tàn. Tại cường giả trong mắt, người bình thường cũng là sâu kiến, cùng xúc vật không có gì khác biệt, cho nên bọn hắn cũng sẽ không để ý người bình thường chết sống cái này chính là tàn khốc tu tiên giới người người đều nghĩ xuyên qua đến tu tiên giới thế nhưng lạ tu tiên giới nơi nào có tốt đẹp như vậy như người bình thường thật xuyên qua đến tu tiên giới không có hệ thống không có lão gia gia không có ngón tay vàng chỉ sợ cũng chỉ có thể ở vạn hồn phiên bên trong làm huynh đệ diệp linh khê chân mày hơi nhíu lại thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại không trung nàng ngưng trọng nói chân tiên cảnh không đợi diệp linh khê suy nghĩ nơi này vì sao lại có chân tiên cảnh lúc lão giả đột nhiên giết tới trước người diệp linh khê phản ứng cấp tốc Đồ tay chính là một kiếm oanh theo một tiếng vang thật lớn diệp linh khê cùng lão giả đồng thời bay ra ngoài diệp linh khê bay mấy chục vạn trượng mà lão giả vẻn vẹn chỉ lui mấy vạn trượng mà thôi lão giả giữ vững thân thể mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy diệp linh khê hắn tuyệt đối không nghĩ đến diệp linh khê lại là ngụy tiên cửu trọng con trẻ như vậy ngụy tiên cảnh cửu trọng cho dù tại thượng tiên giới cũng là thuộc về thiên tài có thể kẻ này hạ tiên giới sao sẽ xuất hiện loại này yêu nghiệt chẳng lẽ nàng đến từ thượng tiên giới lão giả trong lòng giờ phút này cực kỳ ngưng trọng suy nghĩ một lát hắn trầm giọng nói người là ai cái gì thân phận người có biết hay không người giết thế nhưng là ngô gia thiếu chủ lý do an toàn hắn vẫn là nghĩ trước tìm hiểu một chút diệp linh khê thân phận suy nghĩ thêm muốn không cần tiếp tục xuất thủ diệp linh khê không để ý đến lão giả mà chính là mắt nhìn hồ tiểu thiên ngay sau đó nàng thế mà trực tiếp đem hồ tiểu thiên ném ra ngoài hồ tiểu thiên lão giả gặp diệp linh khê không nói lời nào sắc mặt âm trầm tới cực điểm Mói nó ta hiểu rõ thân phận nàng làm gì nếu là ta trở về mô tộc trưởng biết ta không có đem sát hại thiếu chủ người giết rơi khẳng định cũng sẽ giết ta nói hắn không có ở do dự chân phải bỗng nhiên dẫn một cái cả người biến thành một đạo lưu quang hướng về diệp linh khê giết tới trong chớp mắt hắn liền xuất hiện ở diệp linh khê đỉnh đầu ngay sau đó hắn dùng trong tay quải trượng đối với diệp linh khê một điểm trong chốc lát một đạo lực lượng đáng sợ từ quải trượng bên trong tuôn ra diệp linh khê hai mắt nghèo lại đưa tay một kiếm đâm ra um hai cỗ lực lượng kinh khủng nhất thời hướng về bồn phía quét sạch mà đi phiến khu vực này không gian trong khoảnh khắc liền bị vỡ nát mà cũng đúng lúc này lão giả đột nhiên một trưởng vỗ ra một có cảm giác nguy cơ nhất thời tuôn hướng diệp linh khê trong lòng diệp linh khê cắn răng trong tay vẫn phượng kiếm chấn động mạnh một cái trong ngáy mắt vô số đạo kinh khủng vô địch kiếm ý hướng về bồn phía quét sạch mà đi oanh diệp linh khê cùng lão giả lần nữa bay ra ngoài trên đường diệp linh khê đột nhiên phun ra một mụ máu tươi mà giờ khắc này lão giả các gao nhìn chằm chằm diệp linh khê trong mắt trừ trấn kinh chính là trấn kinh năng trí bắt quá ngụy tiên vì sao chiến đấu lực đáng sợ như thế vù vù không đợi lão giả tiếp tục trấn kinh giữa sân đột nhiên vang lên một đạo trói tai tiếng kiếm reo lão giả biến sắc vội vàng đem trong tay quải trượng đưa ngang trước người ơm um, vẫn phượng kiếm hung hăng chém vào quải trượng trên cũng vào thời khắc này diệp linh khê tâm niệm vừa động Nhất thời, vô số đạo kiếm ý từ bốn phương tám hướng mà đến, bay thẳng lão giả mà đi. Lão giả trong lòng kinh hãi, hắn cầm thét một tiếng, hai tay bỗng nhiên dùng lực, Diệp Linh Khê tính cả vấn phượng kiếm nhất thời bị hất bay ra ngoài. Mà lão giả tại để lui Diệp Linh Khê về sau, không do dự, phải tay nắm chặt quái trượng, bỗng nhiên một cái quét ngang. Oanh! Thương khung vang lên một đạo tiếng vang, lão giả thành công chặn vô số kiếm ý, có thể không đợi hắn thở một ngủ. Diệp Linh Khê xuất hiện lần nữa tại trước người hắn, sau đó một kiếm đâm ra. Quý nhất, Lão giả đồng tử bỗng nhiên co vào hắn nghĩ ngăn cản có thể lại đã không kịp một kiếm này trực tiếp quán xuyên bụng của hắn lao giả cổ nén đau đớn trong miệng mặc niệm mấy chữ ngay sau đó thân ảnh liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lúc đã đi tới trăm vạn trượng có hơn diệp linh khê trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc có điều rất nhanh cái này về kinh ngạc liền biến mất không thấy gì nữa đang lúc nàng chuẩn bị tiếp tục xuất thủ lúc xa xa lão già xoay người chạy trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa nhìn lấy lão giả thoát đi phương hướng diệp linh khê cũng không có đuổi theo năng chỉ bất quá ngụy tiên có thể đè ép chân tiên đánh liền đã rất nghịch thiên nếu của thật tiên muốn chạy nàng cũng đuổi không kịp à hồ tiểu thiên lúc này xuất hiện tại diệp linh khê bên cạnh hắn ngưng trọng nói thanh niên này cùng lão nhân này không đơn giản à về sau ngươi sợ là sẽ phải có phiền toái diệp linh khê bình tĩnh nói không đơn giản lại như thế nào có phiền phức lại như thế nào ta có ca tại sao phải sợ bọn hắn con này ta có ca trực tiếp đem hồ tiểu thiên cả bó tay rồi thật là có ca không tầm thường á à? Bất quá có chủ nhân như thế ca giống như xác thực không tầm thường nghĩ đi nghĩ lại hồ tiểu thiên triệt để phá phòng ngự bịa nó ta tại sao không có ngư bước như vậy ca ca thương thiên bất công á à? thiên đạo